Tôi có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc và êm đềm suốt 8 năm qua. Vợ chồng kết hôn với nhau sau gần 4 năm yêu cũng được xem như hiểu khá nhiều về nhau. Sự tin tưởng dành cho cả hai và gia đình nhỏ này vẫn bền chặt cho đến một ngày tôi nghe đâu đó có tiếng xì xào rằng vợ mình cặp kè với người đàn ông lạ. Dĩ nhiên là vợ chồng tôi giận, tức điên vì tôi đã cố gắng lo cho gia đình như thế mà cuối cùng vợ lại cắm sừng tôi sao. Điều đó càng khiến tôi giận lắm. Nhưng vì chưa bắt được quả tang tôi cũng không nói gì, cứ im lặng coi như không hay biết. Rất nhiều người đánh động nói với tôi rằng, không có lửa sao có khói. Chú Tuấn cứ cẩn thận kẻo bị cô Linh cắm sừng cho thì vui. Tôi bực dọc lờ đi coi như không nghe thấy. Những câu người ta xì xào càng to hơn, càng nhiều hơn khiến tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, bực dọc với vợ. Vợ chồng ai cũng chỉ hy vọng đối phương toàn tâm toàn ý với mình và gia đình. Chứ chẳng may đối phương thay tâm đổi tính cũng đành chấp nhận chứ không biết phải làm thế nào. Thế nhưng nghe nhiều điều tiếng không hay về vợ khiến tôi cũng có chút hợt. Rồi bỗng có một ngày vô tình tôi bắt gặp cảnh vợ được bồ đèo vào nhà nghỉ. Dĩ nhiên tôi chỉ nhìn lướt qua vợ thôi, nhưng chiếc váy đó khiến tôi không thể nào mà thắc mắc được đích thị là váy tôi mua cho vợ hôm sinh nhật. Vậy mà hôm nay vợ dám mặc nó đi với thằng nào đó. Tôi điên lắm, tức tốc đi theo đến tận nhà nghỉ. Đứng dưới thấy hai người họ đã đi lên. Vào hỏi lễ tân thì tôi bị chặn lại. Ở khách sạn có bảo vệ không cho tôi lên kiểm tra phòng nên tôi đành gọi điện cho vợ. Gọi đến gần hết chuông vợ mới bắt máy, tôi đang tức giận hỏi. Em làm gì? Ở đâu sao giờ mới nghe máy? Vậy mà đầu dây bên kia vẫn dịu dàng. Anh à, em đang nhà mà, đang nấu cơm chờ anh về đây. Em nói thật sao? Tôi nghi ngờ hỏi lại, vợ có vẻ bất ngờ đáp. Không thật thì sao nữa, anh nay lạ về nhà. Anh biết rồi, giờ anh về. Tắt điện thoại tôi phóng về nhà luôn thì thấy vợ đang xếp mâm cơm ra thật. Còn bé con đang chơi dưới sàn nhà chạy lon ton ra ôm bố. Nhìn vợ cười vui vẻ hỏi. Nay anh đi làm mệt không? Đi vào rửa chân tay rồi ăn cơm nào, con đói rồi. Em cũng đợi nồi canh sôi nữa là xong. Ừ được rồi. Tôi vào nhà tắm vẫn mông lung mãi về bóng hình mình đuổi theo đến tận chân khách sạn. Chẳng nhẽ đó là người nào lạ sao? Tôi rửa tay chân rồi vào phòng mở tủ thấy vợ vẫn treo váy ở đó còn chưa thèm gỡ mát. Trong bữa cơm tôi mới hỏi dò. Sao vợ chưa mặc váy anh mua? Vợ hiền dịu đáp. Váy đẹp thế để hôm nào có việc gì em mặc ra ngoài cho đẹp. Nhìn vợ chăm sóc tôi và con chu đáo đến vậy sao tôi có thể nghĩ vợ ngoại tình được cơ chứ? Vậy mà tôi lại đi nghe người ngoài rồi nghi ngờ cho vợ. Hôm nay, tôi mới thấu được việc miệng lưới thiên hạ đáng sợ đến nhường nào. Đã là vợ chồng thì nên tin tưởng nhau. Chiếc váy tôi mua cho vợ bán đầy ngoài cửa hàng, sao tôi lại có suy nghĩ độc đoán rằng chỉ mình vợ có chiếc váy đó cơ chứ? Bởi thế mới nói giờ này tôi nên biết yêu thương và trân trọng vợ hơn. Không bao giờ để xảy ra chuyện nghi ngờ vợ nữa. Bởi nếu vợ tôi biết được chắc chắn cô ấy sẽ đau lòng và tổn thương lắm. Ngoại tình thời nay vốn không phải là chuyện mới lạ gì. Xưa nay, người ta thường nghĩ, khi đã chán cơm thèm thở, những ông chồng có tính trăng hoa sẽ tìm đến các em gái trẻ trung. Xinh tươi, ít nhất là cũng phải có ngoại hình hơn vợ mình. Trong khi các bà vợ ở nhà đau đớn đến hóa rồi thì các cô bổ nhí tha hồ phe phỡn tận hưởng chút cảm giác chiến thắng. Đàn ông ngoại tình luôn có tư tưởng cho rằng dù bị vợ phát hiện chuyện có bổ nhưng rồi vợ cũng sẽ phải tha thứ vì đàn bà rất sợ mang tiếng ly hôn chồng. Chính vì có suy nghĩ như vậy nên Tùng thản nhiên có bồ bên ngoài chẳng sợ vợ biết. Tùng và Hà cưới nhau đã được hơn 5 năm. Nhưng Tùng có bồ đến nay cũng đã được hơn 2 năm, trong quãng thời gian dài như vậy mà Hà chẳng hề biết chồng phản bội. Tùng là người đàn ông có tất cả, vì giàu có nên mới sinh ra cái thói ngoại tình. Lần nào đi nhậu bạn bè của Tùng cũng thắc mắc. Mày có vợ đẹp thế kia còn ngoại tình à? Bọn mày ngu lắm, vợ đẹp nhưng con bồ nó còn đẹp hơn. Bồ khác vợ ở chỗ biết chiều chuộng, biết làm tình. Bà vợ ở nhà chỉ để nấu nương, sinh con cho mình mà thôi. Không sợ có ngày vợ bỏ à? Vợ tao bỏ tao á? Có cho vàng nó không dám. Đàn ông thì 99% thằng nào cũng ngoại tình, 1% còn lại cũng ngoại tình nốt nhưng chưa bị phát hiện thôi. Bọn mày cứ đi gái gú đi sướng mê luôn. Tùng hả hê khi mình vừa có cả vợ lẫn bồ chiều chuộng, thế rồi cho đến một ngày sau nửa tháng chuyển đến sống với bồ nhưng nói vợ đi công tác thì Tùng về nhà. Tưởng vợ sẽ chào đón mình như trước, ai dè lúc vào nhà thì sốc khi thấy vợ đang ngồi trên người một gã đàn ông to cao ôm hôn nồng nhiệt. Tùng điên tiết lao tới. Khốn nạn, cô làm cái gì thế hả? Gã này là ai? Nghe chồng hỏi, Hà cười khẩy rồi bảo,
anh nhìn mà còn không biết à? Anh ấy là bồ của em. Bồ của cô ư? Đúng vậy, trong khi anh chê vợ mình thì nhiều người đàn ông khác xin quỳ dưới chân vợ anh đấy. Sao cô có thể thốt ra cái từ đó mà không hề cảm thấy tội lỗi hả? Tội lỗi ư? Anh mà cũng nói được hai từ đó hả? Thưa chồng, tôi ngoại tình nhưng tôi chẳng thấy mình vô liên sỉ. Vì sao? Vì ít ra tôi ngoại tình công khai mà không thèm giấu. Anh cũng nuôi nhân tình mấy năm trời, phản bội tôi mấy năm trời còn gì. Vậy thì sao lại trách tôi có bổ chứ? Anh có nghe câu ông ăn trả bà ăn em không? Anh ngoại tình được thì tôi cũng cặp bồ được. Đàn ông các ông ra ngoài gái gú nhưng lại đòi vợ phải chung thủy. Tới khi vợ đánh ghen bồ lại yêu cầu phải đánh ghen văn minh. Chồng à, anh coi thường phụ nữ chúng tôi quá. Nếu ngay từ đầu anh muốn sống yên ổn thì đừng có đi ngoại tình. Chính anh mới là người khiến tôi phải có người đàn ông khác đấy chồng ạ. Cô không sợ tôi sẽ ly hôn cô ư? Tung dứt câu ấy ra để dọa vợ ai rẻ hà lại càng hả hê. Tôi cũng đang muốn ly hôn đây. Đàn bà sợ cảnh ly hôn nhưng sống với gã chồng khốn nạn thì thà bỏ còn tốt hơn. Nếu anh nghĩ thoải mái ngoại tình mà về xin vợ tha thứ thì không đời nào. Tôi không phải là con ngu. Anh cứ đến sống với cô bồ đi để tôi chống mắt xem hai người được bao lâu. Một gã đàn ông bỏ vợ theo bồ thì nên nhớ rằng cô bồ đến với anh vì tiền, thì khi có gã đàn ông khác giàu có cho cô ta nhiều tiền thì cô ta cũng bỏ anh thôi. Nghe những từ vợ nói Tùng ngấm vào não, anh ngoại tình vì nghĩ vợ không dám ly hôn. Nhưng giờ đây chính anh lại là người lo sẽ mất đi người vợ của mình. Bây giờ Tùng mới biết vợ quan trọng như nào, thế mới nói đàn ông ngoại tình 10 người thì cả 10 người hối hận có quay lại cũng hối không kịp. Tôi nhận lời yêu thành chồng cũ của tôi sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Vào khoảng thời gian đó, bố anh bị bệnh nặng. Anh thường xuyên phải túc trực chăm sóc bố nên không thể xin việc làm. Tôi lúc đó đã cố gắng chia sẻ đồng lương ít ỏi của mình cho anh. Nhiều người nói tôi làm như vậy là ngớ ngẩn, dại trai. Nhưng lúc đó tôi quá yêu thành và cảm thương với hoàn cảnh của anh nên không nghĩ được nhiều. Sau khi bố anh ra viện, anh cũng đi làm với mức lương khởi điểm 7 triệu đồng. Mặc cho nhiều lời can ngăn không môn đăng hộ đối, tôi vẫn yêu thành một lòng. Bố mẹ tôi biết không thể ngăn cấm nên cũng thuận tình tác thành cho chúng tôi. Thậm chí, bố mẹ tôi cũng đã mua một căn hộ có 2 phòng ngủ để chúng tôi chung sống sau khi kết hôn. Sau lễ cưới 6 tháng, tôi có thai. Thành khuyên tôi nên nghỉ việc dưỡng thai vì mức lương của anh hiện tại đủ để lo cho hai mẹ con. Sau khi tôi sinh con trai, chồng tôi vô cùng vui sướng, anh hết mực cưng chiều, chăm bám mẹ con tôi. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khi con trai tôi lên 5 tuổi, tôi cảm thấy tình cảm của chúng tôi ngày một nguội lạnh. Chúng tôi chỉ sống như những cái bóng trong một ngôi nhà. Anh không còn quan tâm đến tôi nữa và luôn bận rộn mỗi ngày. Tôi đã nói chuyện này với anh nhiều lần nhưng anh luôn nói rằng công việc của anh đang quá áp lực và bảo tôi đừng suy nghĩ quá nhiều. Chuyện gì đến cũng đã đến, trái tim tôi thắt lại khi thấy Thành đưa đơn ly hôn cho tôi. Anh nói rằng khi tình yêu mất đi, chỉ còn trách nhiệm thì cuộc sống hôn nhân sẽ chỉ đi vào ngõ cụt. Tôi đã khóc suốt đêm. Tôi đã cùng anh kinh qua bao khó khăn gian khổ. Từng thề hẹn sẽ an đời ở kiếp với nhau. Nào ngờ, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi thấy rằng nên để anh ấy đi vì giờ níu kéo cũng chỉ làm cả hai thêm đau khổ. Bế tắc nên đã thuận tình ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi nghe bạn bè nói rằng chồng tôi đã ngoại tình nên mới nhất quyết đòi ly dị như vậy, nhưng chuyện đã qua rồi. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Điều mà tôi mong muốn nhất bây giờ là con trai tôi có cuộc sống tốt đẹp. Tôi với chồng giao ước ngay từ khi ly thân. Con sẽ ở với tôi 1 tháng và ở với chồng 1 tháng để con được cảm nhận được tình cảm của cả bố và mẹ. Sau ngày chúng tôi ra tòa 25 ngày, tôi bất ngờ khi biết được tin Thành sắp tái hôn. Anh ta muốn đưa con trai tôi đến đám cưới, tôi cũng thuận tình đồng ý nhưng vắng mặt. Đương nhiên rồi, chồng cũ mà, sao tôi có thể chứng kiến họ tay trong tay được. Vậy nhưng, khi vừa đưa con tới hôn trường, định quay đi thì thằng bé đã đuổi theo hét toáng lên, cho con về với mẹ, cô này xấu lắm, ác lắm. Tôi ngạc nhiên tột độ, sợ nhiều người nghe thấy, lại nghĩ tôi dạy con như vậy nên vội bịt miệng thằng bé. Nó chỉ vào ảnh cưới đặt ngoài sảnh rồi thì thào nói, mẹ ơi, khi mẹ không ở nhà, bố đã dẫn cô này về nhà, bố bảo con đang bàn công việc nên không cho con vào, còn dặn con không được kể. Mấy lần cô ấy ăn cơm ở nhà mình, con không thích, cô ấy còn đánh con, tát con, cấu con nữa. Nghe thấy điều con trai nói, tôi mới ngỡ lâu nay mình bị phản bội, còn con trai mình bị rẻ lạnh.
Nghĩ thế thôi tôi giận không kiềm chế nổi. Tôi dẫn con về ngay khi đám cưới đang diễn ra. Sau vụ việc, nhiều người họ hàng của chồng cũ có gọi điện, nhắn tin trách tôi rằng tôi đã quá ích kỷ khi không cho con mình tham dự lễ cưới của bố. Nhưng tôi không hề hối hận vì hành động này. Vốn dĩ những kẻ phản bội không xứng đáng để thông cảm và tha thứ,